Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Düsseldorf với Dortmund diễn ra vào lúc 20h30 phút ngày 13 tháng 6 tại sân Mercedes-Benz Arena, Bundesliga 2019-2020. Dù cho đã nắm giữ quá nhiều lợi thế trong lần đón tiếp Hoffenheim đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, nhưng Düsseldorf vẫn không thể nào có được chiến thắng trước đội bóng vùng Sinsheim khi để cho đối thủ cầm hòa với tỷ số 2 đều. Càng đáng nói hơn, khi chỉ mới 5 phút thi đấu, thì đội bóng của huấn luyện viên Rasler đã có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước, và chỉ thêm 4 phút sau đó, Düsseldorf đã được lợi thế vô cùng lớn khi đội khách chỉ còn phải thi đấu với 10 người trên sân. Vậy mà họ đã không tận dụng được lợi thế đó, và thậm chí nếu không được đối thủ biếu không cho quả penalty, thì chưa chắc đội bóng của huấn luyện viên Rasler đã có thể giữ lại được một điểm. Hiện Düsseldorf vẫn đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 28 điểm và kém nhóm an toàn 3 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Düsseldorf sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà và đối thủ lần này của họ sẽ là Dortmund, một cái tên chưa bao giờ là điều dễ chịu. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Rasler chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại 3 trận hòa và để thua một trận. Dẫu cho có được lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, nhưng với phong độ không quá ổn định như hiện nay, thì họ cũng không được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này, đó là chưa nói đến việc chênh lệch về mặt trình độ giữa hai đội bóng đang là rất lớn. Trong 5 lần chạm mặt gần nhất với Dortmund, Düsseldorf chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại để thua đến 4 trận. Phía bên kia chiến tuyến, không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Dortmund đã gặp phải không ít sóng gió ở vòng đấu vừa qua, trong lần đón tiếp Hertha Berlin đến làm khách. Dẫu vậy, với lợi thế đến từ sân nhà, thì bầy ong vàng cũng đã có được cho mình chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đối thủ. Chiến thắng này đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Favre giữ lấy cơ hội nhỏ nhoi để chạm tay vào chiếc cúp vô địch mùa này và khiến cho đại kình địch Bayern Munich chưa thể ăn mừng sớm. Với 3 điểm vừa có được, thì lúc này Dortmund vẫn đang đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 63 điểm, hiện vẫn đang kém ngôi đầu bảng của hùng xám vùng Bavaria 7 điểm. Với việc mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc, đang khiến cho cơ hội xoán ngôi của bầy ong vàng đang rất mong manh. Trở lại với chuyến hành quân lần này, trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Favre đang có cho mình 4 chiến thắng và chỉ mới để thua vỏn vẹn một trận. Người hâm mộ của Dortmund sẽ càng tự tin hơn về một chiến thắng cho đội bóng con cưng của mình khi trong 4 trận phải thi đấu xa nhà gần nhất tại Bundesliga thì bầy ong vàng đã toàn thắng cả 4 trận. Thiết nghĩ, chỉ cần họ thi đấu đúng với phẩm chất của mình, thì một chiến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Tuy nhiên, cũng đừng quên trong lần gần nhất đến làm khách trước Düsseldorf, thì Dortmund đã bất ngờ để thua với tỷ số 1-2 ra về. Nếu như để thua ở trận này, thì họ sẽ chính thức có lần thứ 8 liên tiếp nhìn Bayern Munich bước lên bục vinh quang. Dự đoán kết quả Düsseldorf với Dortmund. Dự đoán tỷ số 0-3. Chọn kèo châu Á, Dortmund chấp 1 trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 3 trái, 3 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.